với tư cách là một cái tập đoàn hàng đầu công nghệ của quốc gia, thì FPT cam kết là sẽ nhận 1.000 em và đào tạo liên tục trong 20 năm tới, từ lớp 1 đến lớp 12. FPT cam kết giúp các bạn ấy vào trường đại học. Và nếu mà các bạn ấy có nguyện vọng làm tiến sĩ thì FPT sẽ tiếp tục giúp các bạn làm tiến sĩ, dựa vào cái năng lực của tập đoàn và quỹ. Thì chúng tôi cam kết là có thể dành ra một khoản là 80 tỷ đồng Việt Nam một năm trong 20 năm tới để nuôi dưỡng một cách tốt nhất cho các em. Hello everyone, welcome everyone to Culture Race 2021. Good morning to everyone from Vietnam. Noi long ni si te e con chong ni Diwali ek prakash ka tyohar hai. Diwali is the festival of light. I had the privilege to team up with the participants from five different nationalities of Southeast Asia and represent our own culture, heritage, food, costume and lifestyle. Thank you, FPT University of Vietnam, for arranging such a delightful program.